Hello anh em nha. Nay mình với Khanh đi săn trưa rồi anh em. Do đóng hàng đó rồi hơi tối á. Cái hai anh em mình ngủ mệt quá à. Sáng dậy sớm nổi đi săn từ tại tao à. Trưa chim nó ít nữa. Thì giờ Khanh đang chuẩn bị trong kia kìa, mình với Khanh đi. Đây. Những cái đơn hàng hôm nay đi cho anh em nha. Đấy. Được như đây anh em. Ok, cảm ơn anh em luôn đồng hành và ủng hộ mình với Khanh nha. Thì những anh em nào mà liên lạc với mình như ban ngày về mình đi săn nè thì mình ít có cầm điện thoại thì anh em thông cảm nha, mình tối mình về mình rep nha. Còn những anh em nào gọi thì mình sẽ bắt máy liền, tại vì mình chạy xe á, cho nên rồi mình không có cầm điện thoại mình trả lời tin nhắn cho anh em liên tục được, chứ mình phải quan sát bắn chim anh em nhìn nó thì kiếm nó rồi mình bắn thì mình ít có trả lời nha, hoặc là mình trả lời chậm thì anh em thông cảm đi nha, chứ không phải là mình không bán hoặc là mình không có trả lời liền được. Đây thì hôm nay mình với Khanh đi hai cây này nha anh em. Đây chỗ này ấy á, không rõ. Đây chả nắng quá, vô đây đi anh em. Đây một cây ná B chữ tàu, cây đại bàng B chữ tàu ha. Đây còn một cây này là ấy da, mình quay cho anh em coi. Đây là một cây Super V8 nha anh em. Cây này của Đảm, giờ mình cover Đảm nha anh em nha. Đấy. Thì khách đặt thì mình cover cây này. Mình cũng đã thông báo với khách là liên hệ với Đảm, nhưng mà không biết là bên Đảm bận hay sao ấy. Rồi hay là khách có liên lạc không mình cũng không biết nữa, nhưng mà khách yêu cầu mình cover cây này cho khách. Đấy. À, giờ mình với Khanh lên đường nha, Khanh ra rồi nè. Ôi sáng nó uống sữa đi coi cu. Khổ thiệt chứ. Thôi vô nha anh em, nắng quá. Trời ơi. Đi vô đi ba. Ba nói gì ba, tôi đâu phải không biết vắng đâu ba. Ủa nó nổ thì ghê Khanh. Con kia văng mất tiêu rồi. Gọi. Gọi. Rụng lông anh em ơi. Đây. Một viên một gọi ói luôn rồi Khanh ơi, ra nước ói luôn rồi, vậy là chỗ đi đẻ rồi đó. Mấy anh bắn con rồi anh em, ngồi không có quay khuất quá. Hai cu rồi nè, đi tiếp nha nè. Sao tụi bay bảo tụi bay bắn bên Trung Hòa? Bắn cái gì, bắn cái coi cái cây anh em. Hàng lính của em là này, nãy nãy cái mũi đồ của mình nè. Rồi hai quay bắn được gì rồi? Trời ơi nó đánh lung mà thấy nó đánh lạc hướng không? Nó bắn bên Trung Hòa. Hai mình đi qua đây nhường chỗ cho nó bắn. Rồi nó qua đây nó bắn. Rồi bay được lắm. Gặp khách nè, bán khách mới ghé mua đồ xong rồi giờ đi gặp luôn. Trời ơi là trời, còn cái lít. Tới đây nè, tới đây bắn lưng á. Đụng. Mày bắn chung viên nữa tao dẫn mày đi chơi đi. Quá vậy đi, cầm hay lắm đi coi. Quá thiệt, rung quá. Gì đâu rung trời. Đó. Rồi chọn chỗ đi, lát tao dẫn cho đi. Hai. Ôi nó dăng 1 phút luôn trời. Dăng bắn à? Đường này nè, đi qua đường này nè. Đây nè. Từ từ bắn có gì đâu mà rung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, nó phá nữa rồi. Tôi đang định cứu dằn. Nè nè nè. Nè. Đâu? Lùm đứng tu rồi nè. Anh em ơi. Rồi vậy đó mà không thấy. Đợi chỉ không à. Hả? Đợi tôi luôn ơi. Nè, à, có chất khí rồi nha. Chất khí hơi gần xíu nhưng mà cũng có chất khí. Trời ơi, đổ cái này nó không vậy không. Đừng có chửi thề. Đừng có chửi thề. Màu bông ha. Bự rồi, đỏ rồi nè. Máu không à? Nè, ở dưới nè. Chụp nó để nó bay à. Đủ. Đúng đâu vậy? Được. Rồi để anh tự lo, để anh tự lo. Nãy cọ đang không cho bắn hả? Hả? Mà ừ, cô nói bắn có dừng chúng hình long. Bắn chúng hình long. Không. Chứ còn chưa nè. Thôi, đi tiếp nha anh em. Sao lên được ta? Nó vô vòng đứng vòng kìa mà ngay chuồng bò. Nó đứng trên cây kìa mà ngay chuồng bò. Chết luôn hả? Không chết, nó đứng trên cây kìa. Mà ngay chuồng bò anh ta. Ngay chuồng bò à, sát bên chuồng bò luôn. Ừ. Thôi, đi. Vô đó bò nó dựng cái thấy bà nội à. Chết. Gì vậy? Cò tiếp anh em ơi. Nè Duyên nè. Duyên nè bắn vô đây bà không phê bà. Ừ chút bò nè. Hay quá. Hên thấy ghê luôn. Ừ bà bắn Duyên sao nữa mà nó chạy cà cà vậy. Nè Duyên đậu nè. Duyên đậu đây vô người nè mà không sao nè. Rồi mập. Rồi vậy mà không gãy cánh trời, nó tịt cánh con miếng à. Ê. Ờ gió đầu đó. Viên đầu vô vậy mà không gãy cánh trời. Ủa nè. Con này chân chưa vàng mở nặng thấy ghê trời. Quá hên quá ơi. Đó anh em ơi. Quá hên quá hên. Đi tiếp anh em. Muốn ngọt sang lại ba. Ừ. Sao sao á. Rồi tiếp anh em ơi. Thank you.
chưa chết. Chết. Quá hên anh em ơi, hai phát bay luôn. Đâu rồi trời? Bắn nó ngoài kia bay trúng nó phê rồi nó cất xuống cho mình lên mình gìn đó, nó bay lên tiếp mình bắn cái nó rớt luôn. Quá hên anh em ơi. Thôi tiếp tục anh em ơi, nhạt quá. Vậy thôi ngu à, con này mà đặng còn rồi không biết trời. Con kia nãy chết ngọt không ta? Con kia tôi sợ mèo tha thôi chứ con không có gì cứu được nó đâu. Con kia để góc lưng rồi 7 năm rồi ba đưa như thế nó thứ gì chịu nổi. Con mèo tha thì rồi cha ơi. Chỗ nào ta? Ở đây nè. Chạy hay gì rồi? Con kia rất ngọt chạy trên liệt. Đi đâu? Đây nè, đây nè, đây nè. Gì? Xuống đằng đây lận. Ủa sao nhớ đây mà? Nó ôi. Mèo chê cu luôn rồi. Trời ơi, cu chợ gạo. Cu chợ gạo với chi châu hành lông ngang rồi mèo nào đó ăn lông nội luôn. Hai con em ơi. Trời ơi, cái lỗi tàu ngán dư lắm rồi, có món nào khác không? Cái lỗi tiều quầy luôn. Thôi, đi tiếp nha nè. Gà nó đứng nó vớt bèo. Vớt bèo lại cho cá ăn đó ba, vụ cá lại á. Trời ơi đã nè. Cái cổ rồi. Cái cổ anh rồi. Tự nhiên rồi đứng đó rồi. Giật tẹt tẹt luôn rồi. Đi. Tuyệt vời. Còn đó nha anh em. Nắng quá. Ừ, khủng khiếp. Trời ơi, nó lên cái ống nước nó đứng luôn á cha. Nó dạng hiện á. Ừ, nó ngáo mà. Chết rồi, chết rồi, cứu em. Cò cuối mùa mà nó ra mương nó ngáo ghê lắm. Với gặp giờ mấy con này có đỏ nhiều á. Ừ, tay em máu không kìa. Mình là 4 con trâu luôn á. Đi tiếp nha anh em.
quá đã. Gì? Sao gà nè? Cái này nó lật. Để còn bay được nha, cầm nha. Buông buông là nó bay á. Giờ sao gà nè? Đu vô. Cái này nó lật. Nè em chèo nè, đu vô. Bây giờ giỏ cái giò lên chứ, nắp lên cái giò đó. Rồi rồi, buông buông. Hên quá, quá hên. Sượt cổ. Ờ, sượt cổ. Có chừng bay á. Từ từ. Ôi, đi tiếp anh em ơi. Sao hay được cha? Mà thấy được chắc ngon, cái ngọt đâu hay đời tăng gì luôn không? Trời đây ơi, đỡ tươi luôn. Ôi, nó xanh cho nó. Đó, bự mà. Máu nè. Trời ơi, thịt. Ê, gì ba? Đâu ba? Đi kìm lại khe với hai nhỏ rồi. Trời ba, bự. Ôi, trời đây ơi, được rồi. Trời ơi, trời ơi, nó bự nó điên. Gì? Hả? Con gì? Ai đứa thấy gì? Ôi mập vậy. Quá ha, ngồi nó điên gì nữa đi. Đi tiếp nhà anh em. Đậu xe mất luôn hả? Chứ sao? Là ở đâu? Gì? Ở đâu mà có gì đậu xe? Ở dưới đường mương á. Đậu xe nó mất tiền hả? Còn mấy thời gian. Đường nào ta? Ê kìa kìa kìa. Ê rồi 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 rớt rồi rớt rồi rớt rồi rớt rồi rớt chậu rồi. Đường nào vô đó ta? Lần trước nè, lần trước kìa, lần trước kìa, lần trước có đám vô nè. Con nó rớt rồi. Đây nè, đây nè. Chậu nè, có đám vô nè. Rớt rồi, rớt rồi. Tuốt chậu rớt rồi, không biết vô kiếm được không, không biết anh xui. Sợ trong nhà này nè. Rớt nhà này quen. Quen không? Vậy đó, gớt làm sao đó. Gớt làm sao á. Ờ. À, đi đi anh, đi đường này ra. Ê có nhà ơi. Có ơi. Ờ đi vô tới này nó gớt rồi nè. Mình nãy mình thấy đứng ngồi mình thấy nó gớt rõ ràng luôn. Rồi đi ra đường nào vậy? Rồi ba đi vô đường nào? Vậy? Ba đi vô đường nào? Tôi đi ké cho thằng gạo á. Dạ đường coi cô ơi. Nè, vô đường này đây. Dạ rồi. Con cảm ơn cô. Coi chừng chó á tí không? Thôi sao đi qua? Đi qua đại à? Đi đường này ra sao? À, em cảm ơn. Trời ơi mệt cha ơi. Cho nãy trên đường này không vô lộn. Anh tính đi đường ngoài. Ngoài nè, chiếc điện vô đây nè nè.
Đúng rồi, vô mình cái phịch kìa, vô cái sống sụi. Ôi nó mệt ba ơi. Nè. Đỉnh quá anh Khanh ơi. Thì chứ. Rồi, đi tiếp nha. Mới dưng lưới sờ bắt. Chết. Có rồi, có rồi. Hả? Có rồi. Chết luôn rồi. Ui là trời. Đó hả? Hả? Đây nè, nó cứ chỗ này nè, mà nó gãy cánh sau nó chạy không được. Nó cứ nó cứ lộn. Trời ơi. Đã. Đã. Được rồi. Được rồi. Trời đất ơi. Trời ơi nó trời. Không có được nó. Chưa có được nó luôn. Chưa. Trời ơi nè nó. Ê máu, coi chừng máu. Trời giải cánh xin màu không vậy? Khánh ơi. Khánh này ơi. Xin màu không? Màu này bầu với dưa gan mà. Bầu. Dưa gan nữa. Dưa bằng kim. Dưa bằng kim hả? Anh ấy anh bán rồi. Cái gì? Quá đã rồi mà. Rồi, đi tiếp nha. Anh sao muốn bán con nữa không? Lên luôn ba. Thấy rồi, cái vừa muốn ghé hả? Thấy rồi. Vỗ cái một đùi lông mà không sao hết trơn. Rồi, nó bắn trúng luôn hả? Hả? Đó. Thấy rồi. Cất nha. Chết rồi. Cớ giọng á. Đi đường kia vô á. Chết mẹ nó cớ ở ngoài bên đây mới đọc chứ. Qua được. Được không? Con kia gớt luôn. Ủa con kia trúng một cái phịch luôn ba mà không sao chứ á. Hả? Đi lại con. Anh kệ đứng đi cho nó đi vô đường này mình quay nó. Nghe nổ lớn ghê luôn kìa. Nó trúng ngoài sao cái đít nè, cái lưng xuống dưới một xíu. Cái đó nó phải quay đít lại nó mới chết. Tính đâu rụi luôn rồi. Đằng góc giữa hả? Thì cái tàu đó đó. Ừ. Tàu đó gớt được xuống đó đó. Qua chỗ này nè em. Họ không biết là bên đây hay bên kia à, anh không biết. Ờ cái tàu người người bên đây người bên kia đi. Cái tàu ngoài. Ừ người bên đây người bên kia. Cứng. Ờ đi đúng rồi. Tới nữa cái vừa trong á, tới nữa. Ừ đằng đó đó. Rồi cái ở chỗ tàu cưng xuống á. Ủa rồi đụng được rồi chết chưa cãi cổ thì... rồi đây đem lại đẳng đi anh chạy đẳng lắm mấy anh ơi. Ừ. Chút xíu nữa double kill hai con luôn rồi con kia đẩy ôm bi tốt. Ủa, con kia cái bụp vậy mà không chết nổi. Dứt chìa bên nhau bịch quay lại cả. Có thiệt không? Đây lụm
Kìa cánh kìa, chạy xuống nha. Nè nè, chạy thẳng xuống kìa đó. Đứng đó. Chạy thẳng xuống. Thẳng xuống nữa. Ê, nó chạy qua ba. Nó chạy qua anh ba. Qua tới đây rồi. Coi chừng chung á, anh em băng chung á. Hay quá. Nè anh em, con này mới lượm xong nè. To lắm. Mới dứt phim đừng con nè. Con kia chúng vô đích, vô chúng vô đây nè. Dỗ cái này nè. Cái con kia anh dỗ đó một cái nó lồng tú hết trơn luôn. Cứ cần quá đi. Ừ ba mà, cái vụ đó ba giỏi lắm. Vụ đó ba hay lắm. Má được cặp cò luôn. Cặp cò luôn, mấy được ba con rồi. Con nữa nha anh em. Trời ơi, nó gãy cánh. Nó gãy cánh con miếng nè. Sẽ cái cánh. Con này đang lên màu có chút xíu bà. Trời ơi, đi lượm cò thấy mắt ham. Hai bên nhóm chia ra không lượm. Dạ hên đó chú. Đi tiếp nha anh em. Quá hên. Trời đầy luôn rồi. Chết mẹ, nó chạy đâu mất tiêu bầu ơi. Nó gãy cánh, nó chạy đâu rồi. Thấy rồi bầu ơi. Không, không mà giữa đứng. Gã. Tiếp tục nó con còn gì đó. Dạ được. Dạ được rồi. Dạ không có, nó đứng trên tàu dừa. Trời ơi nó mệt. Vậy là chắc là nó đang rình cá. Ủa nó dưới nó bay lên. Bay lên. Dạ không có. Rồi, đi tiếp nha nè. Tại hết. Ê. Kìa kìa đi, kìa đi, kìa đi, kìa đi. Từ từ kiếm đường vô, kiếm đường vô để mắt. Để nhìn cái. Đâu vậy? Để vô một đứa nhà vô nhanh nhanh. Chết luôn rồi. Rồi, xong rồi. Rồi ê, con chạy luôn kìa. Ê, nó có lội với Dũng kìa. Nó lội Dũng kìa em. Tới, tới luôn, tới luôn. Đó, đó, lội Dũng á. Ê, xe kìa, xe kìa. Ơi, mới thất thu kia qua đây lụm được liền luôn. Con này, con này gấp đôi canh chi. Con này, kia ôm nhòm nhớ chiếu à. Con này, con kia bị ai bắn quẹ cái giò rồi. Con kia bị ai bắn quẹ cái giò rồi. Trời ơi, con này bự lắm đúng không em? Đi ra đường nào vậy? Má, cò đỏ đẹp chưa? Trời ơi, nó bự. Ê! Đấy. Rồi, chờ cảm ơn luôn. Chờ bớt cái rồi. Ê, có chừng đi gì kỳ hả? Ê! Dạ. Đi gì kỳ hả? Buông. Buông. Được không? Được. Xe rồi. Tự thôi. Xe, xe, xe. Xe, xe qua cái. Chừng mỏ nó đít. Trời ơi, khùng ba lưng gì ba? Má tự nhiên nó chưa vô cây núp đi. Bây giờ xảy con này được con cò đỏ này chứ. Anh hồi nãy mình như là cò đỏ bắn mà cò trắng cò bợn. Cò bợn mà cò trắng chấm bóc à. Cò đỏ. Con nghe mà nó bị ai bắn què vợ rồi. Nó đi hụi 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 còn ở bên đây nè. Ừ. Rồi, đi tiếp nha. Cảnh lắm. Wow, nó mệt. Quá tàu đắt năng. Hôm nay đi được, đó là một tay đúng không? Nè, cho nó. Không còn gì để nó. Đứng đằng nè, đó. Quá phê nè em ơi, đi được ná đây. Đây, cái ná của Thuận nha anh em.
Thuận ơi, trả hàng em ơi. 4, 5, 6. À, Thuận và khẩu thun mới bên mình nha. Khanh bắn ngọt bộ duy nhất. Có nhiều dữ vậy? Con con cua đất hả? Con cua đất thứ 6, cua vàng. Đó, này có hai anh em mình nó đi mua đồ xong cái nó đánh lạc hướng mình anh em. À, nó dụ mình, nó nói em đi bắn bên kia. Cái mình với Khanh chạy ra bên khác, chỗ khác bắn gặp hai nói bảnh. Hai thằng này điêu vãi. Ba mốt bà đừng có tin tưởng nó nghe chưa? Thầy có nói bên đây là bà phải đi bắn bên đó luôn á. Đi chung với nó. Cái mình gặp với em cái nó chạy theo với mình với Khanh chơi luôn. Được mấy con đỏ ta? Có đó. Ba con cò đỏ hả ba? Ok chưa Thuận ơi? Đây. Anh em nào có nhu cầu gia công ná thì yêu cầu thì nhắn tin cho mình nha anh em. Số Zalo để trên đây nè. Và tất cả dịch vụ về ná luôn thì mình sẽ làm theo ý, theo yêu cầu cho anh em. Mình có tất cả các loại như là inox 304, thép SKD, inox chống đập chạc 313 luôn anh em nha. Đó, tất cả các loại thun anh em cần thì cứ ok nhắn tin cho mình. Mà anh em nào mà chưa có khẩu thun hay là mới tập chơi thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Các loại ná tạo thì 250-300 ngàn một cây. Đây. Ok chưa anh em? Bao nhiêu đây nè? Quá phê. Đây, A7 Super Khánh Thuận. Đó. Rồi, thôi nghỉ anh em ơi, mệt quá mệt rồi. Giờ à. Ba nha. Rồi thôi chào anh em luôn nha. Đuôi quá, ngắn gọn xúc tích. Hẹn anh em clip sau nha.